Xin chào các bạn, mình đang có đây là một chiếc hộp. Thôi cái hộp này bỏ đi. Chúng ta sẽ có đây là một chiếc iPhone 6S và một chiếc iPhone 6. Đây sẽ là hai thiết bị lock đến từ thị trường Nhật Bản. Và hai sản phẩm này cũng đã được rất nhiều bạn quan tâm đến bởi mức giá hiện nay cũng đã rất mềm, không chênh lệch nhau quá nhiều. Và cái sự trải nghiệm của nó là cũng có rất nhiều thứ khác biệt. 6S thì đắt hơn, đương nhiên là như vậy. 6 cũng rất tốt. Vậy thì sản phẩm nào sẽ thực sự phù hợp với bạn? Ngay trong video này hãy cùng mình so sánh lên một chút để xem các bạn nên lựa chọn 6S hay 6 lock thông thường. Đầu tiên xét về mức độ mới thì cả hai sản phẩm này đều là mới tương đương. Chúng ta sẽ đều có cả 6 lock là full box, 6S lock cũng full box. Và bên trong các bạn sẽ có đầy đủ sạc, cáp, tai nghe. Và cả hai sản phẩm này tại Clickbuy đều sẽ được tặng kèm SIM ghép, SIM 3G, giá màn hình, các thứ đầy đủ dành đến cho các bạn. Tức là nếu xét về độ mới cũng như là độ full box thì các bạn không phải lo lắng về cả hai sản phẩm này. Nó đều là tương đương. Vậy thì cái vấn đề tiếp theo nó sẽ đến từ là mức giá chênh lệch là khoảng tầm hơn 3 triệu. Thì là 6S liệu có đáng chọn hơn đó là 6 hay không? Ngay bây giờ thì cùng mình cân đo đong đếm lên một chút nhé. Cái điểm cải tiến đầu tiên của 6S so với 6 thông thường đó chính là đến từ vật liệu vỏ bên ngoài. Chúng ta sẽ có một cái màu sắc mới đó là Rose Gold. Và cái màu này thì đảm bảo là độc phải gọi là vô đối trên thế giới điện thoại hiện nay luôn. Thứ hai đó là cái chất liệu nhôm ở bên ngoài của sản phẩm này đã được thay đổi lên cái hợp kim là Series 7000. Nó mang lại một cái độ cứng cáp hơn, nó bền hơn và nó cũng ít bị biến dạng hơn. iPhone 6 gặp hiện tượng cong nhiều, còn 6S thì rất hiếm. Và chúng ta có thể thoải mái sử dụng cái thiết bị này trong một thời gian lâu hơn mà không mấy khi phải lo lắng đến cái việc mà phải giữ cứ như kiểu là nâng trứng ấy. Không phải giờ phải lo những vấn đề đó. Tiếp theo đến màn hình thì về thông số hiển thị cả hai đều tương đương như nhau, 4,7 inch với độ phân giải là 1334x750. Tuy nhiên thì 6S nó có một cái điểm cải tiến ở cái công nghệ đó là 3D Touch, gọi hoa mỹ nữa gọi là 3D Touch, với 3 lực ấn kèm với đó là những cái chức năng khác nhau. Với 6 thông thường thì chúng ta không có những cái chức năng như vậy, thế nhưng mà các bạn vẫn có thể jailbreak để mang lên một phần nào đó những chức năng của 3D Touch mang đến cái sản phẩm của mình. Tuy nhiên thì mình thực sự là không thích những cái chi tiết đó, mang những cái thứ gì nó là cái công nghệ đặc trưng thì nó vẫn thích hơn rất nhiều so với cái việc là các bạn sẽ can thiệp bằng phần mềm. Trải nghiệm phải gọi là thực sự trải nghiệm cứng thì nó vẫn phê hơn rất nhiều so với là trải nghiệm mềm. Chúng ta sắp sửa sẽ có rất nhiều những game này, rất nhiều app với hỗ trợ với cái công nghệ màn hình này, đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm vui hơn, thú vị hơn và cũng có thể gọi là nhanh gọn hơn. Đến một cái cải tiến tiếp theo của 6S so với 6 thông thường đó chính là cảm biến vân tay. Cái tốc độ nhận cảm biến vân tay của 6S thì nó phải gọi là nhanh như chưa từng được nhanh. Các bạn sẽ chỉ cần bấm vào cái phím home là ngay lập tức nó đã nhận vân tay và không cần phải nhìn tới cái thời gian delay của cái màn hình khóa nữa. Cái điều đó thì chắc chắn không bao giờ sẽ gặp được trên chiếc đó là iPhone 6 thông thường, bởi vì các bạn sẽ vẫn cần phải mất một khoảng thời gian thì chúng ta mới có thể nhận được vân tay và các bạn vào được cái màn hình phía bên trong. Đó. Và cái thứ đáng giá nhất cũng như là cái thứ mà nó là đặc điểm nổi bật của thiết bị dòng S, nó chính đến từ tốc độ của vi xử lý. Sản phẩm được nâng cấp lên con chip là Apple A9, chúng ta sẽ có 2GB, GPU thì cũng được nâng lên một cái mức phải gọi là cực kỳ ấn tượng. Hiện tượng lag và giật là sẽ không bao giờ gặp phải trên chiếc đó iPhone 6S. Cũng như chúng ta có một tốc độ là bá đạo nhất này, khả năng tối ưu ứng dụng nền là bá đạo nhất. Nói chung là tóm gọn lại thì hiệu năng của iPhone 6S nó là vượt xa toàn bộ so với là iPhone 6. Các bạn cứ tin mình đi. Một khi các bạn đã quen với cái tốc độ nhanh của 6S thì rất khó chịu khi các bạn sẽ phải làm quen lại với iPhone 6. Và cuối cùng nó đến từ chất lượng của camera. Thông số thì nó đã được nâng cấp lên một chút là từ 8MP lên tới là 12MP. Và đặc biệt là có camera trước thì nó đã được cải tiến lên rất nhiều khi mà từ 1.2 lên tới 5MP. Đặc biệt chúng ta còn có cả công nghệ chụp ảnh HDR cũng như là Retina Flash. Cái Retina Flash thì mình không thực sự là quá quan tâm, nhưng mình quan tâm rất nhiều đến cái HDR. Camera trước phải có HDR, mình khẳng định là như vậy. Rất nhiều những sản phẩm khác đang có mặt đến từ Samsung, Sony, rồi là HTC, rồi là LG, sản phẩm nào cũng đều có HDR. Tuy nhiên iPhone 6 không có và 6S chúng ta mới có quay trở lại. Vậy là các bạn có thể thấy là 6S chúng ta là một sự cải tiến toàn bộ so với 6. Khi mà phần vỏ tốt hơn, màu sắc nó ấn tượng hơn, chúng ta có một công nghệ màn hình mới hơn, chúng ta có một tốc độ bá đạo hơn, chúng ta có vân tay ngon hơn và chúng ta có camera nói chung là cũng tốt hơn. Cái sự quan tâm của các bạn dành đến rằng liệu 6 nó có thực sự phù hợp với nhu cầu của mình hay không mà thôi, bởi vì mức giá nó chênh lệch. iPhone 6 hiện nay thì vẫn có thể đáp ứng được toàn bộ như nhu cầu của các bạn với một trải nghiệm thực sự rất tốt. Nhưng 6S nó là một trải nghiệm nó được nâng cấp hơn rất rất nhiều. Với cá nhân mình thì mình sẽ cố gắng để thêm tiền và lựa chọn chiếc iPhone 6S. Còn với iPhone 6 thì nếu các bạn có thể không quá quan tâm đến về tốc độ, không quá quan tâm đến những thứ linh tinh thì 6 cũng đã rất đủ với nhu cầu của các bạn rồi. Cái sản phẩm này hiện đang có mức giá
giá rất hợp lý tại ClickBuy và mời các bạn truy cập vào website clickbuy.com.vn để tham khảo cụ thể hơn. Hiện cũng đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành đến cho cả hai sản phẩm này đó ạ. Video mình xin được dừng lại tại đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!